À, nội dung cuối cùng muốn nói đến các anh chị, vì tôi nghĩ chắc là các anh chị cũng mệt, thì đó là phương pháp ôn tập và thi cử. Thì trong cái phần này chắc là tôi chỉ nhấn mạnh hai cái điểm chính là một số cái gợi ý về ôn tập mà tôi thấy nó cũng rất là phù hợp. Và cái thứ hai nữa là khi mà đi thi gặp những dạng câu hỏi khác nhau đó, thì các anh chị nên làm như thế nào? Thì những cái phần này các anh chị về nhà đọc ha anh chị, cũng không có gì nhiều để giải thích. À, phần tâm lý thì tôi cũng xin bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái kỹ năng ôn tập thôi. Thì nãy giờ là nói với các anh chị về cái tiến trình đầu tiên của một người sinh viên, đó là học á, thì có những cái kỹ năng gì. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần ôn tập và cuối cùng là đến cái phần thi. Thì theo cái quy trình này bây giờ chúng ta mới đến cái bước thứ hai thôi. Thì ôn tập á, thì các anh chị lưu ý là có thể mình sẽ rơi vào những cái trạng thái như thế này: bài nhiều quá, thời gian ít quá, ôi chưa học hết mà mệt rồi, đúng không? Thì để làm cái phần ôn tập nó tốt các anh chị, đầu tiên là mình đừng có rơi vào những cái bẫy, mà cái bẫy đó là cái việc là không biết bắt đầu học từ đâu. Thì cách giải quyết cho cái chuyện này là mình lên kế hoạch giống như cái phần quản lý thời gian vậy đó. À, cái thứ hai nữa là mình có nhiều thứ để học quá mà thời gian thì ít quá, thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Thì nguyên tắc ba cái bút chì mà một lát nữa tôi trình bày có thể sẽ giải quyết cho các anh chị vấn đề này, hoặc là phương pháp ghi chép cọt neo như nãy tôi trình bày trong cái phần đọc đó, nó có thể giúp các anh chị giải quyết cái vấn đề này. Và nhiều khi các anh chị có nhiều phần mình đọc vô mình thấy nó khô quá, mình chán mình không đọc, thì người ta có một câu là chán, những cái khô những cái chán đó nhiều khi thầy lại hay hỏi. Vậy thì mình phải mạnh dạn tấn công vào nó. Và có nhiều sinh viên á, thì không biết ở độ tuổi các anh chị còn thích không, nhưng có nhiều bạn sinh viên ở trường tôi thì khô quá chán quá thì biến nó thành thú vị bằng cách là biến nó thành một cái bài rap, bài nhạc rap đó, vừa đọc rap rap vừa vừa nhớ, hay là có nhiều người lãng mạn thì biến nó thành một cái bài thơ chẳng hạn, ngắn ngủn hay là gì đó để ghi nhớ nó cho nó đỡ khô. Thì các anh chị cũng có thể áp dụng như vậy để làm cho nó cái phần ôn tập nó thú vị. Có những cái mình nói là khi đọc vô cái đó tôi cũng hiểu đó, nhưng mà tôi không thể nhớ được, đó là một cái bẫy anh chị ha. Là đi thi nhiều khi là thầy hỏi câu đó tôi cũng hiểu đó, nhưng tôi không trả lời được vì tôi không có nhớ. Và cái thứ năm mình có thể mắc bẫy là mình nghĩ là chắc mình hiểu rồi và mình không có kiểm tra lại, nhưng thực tế là khi vào thi mới là thấy chẳng hiểu gì cả, đúng không? Mình đoán đoán vậy thôi. Và có nhiều thứ để nhớ quá thì mình làm như thế nào? Thì phần này một lát tôi sẽ trình bày cái phương pháp ba dấu đô la để các anh chị có thể quan tâm áp dụng. Và một cái sai lầm nữa đó là các anh chị thích học ở trên giường. Học ở trên giường là một cái mà dẫn đến là nhiều khi không học mình là ngủ mất rồi. À, nhưng mà tôi cũng có một ông thầy, ông nói là giải pháp nào tốt nhất cho buồn ngủ, theo các anh chị giải pháp nào tốt nhất cho buồn ngủ? Thì người ta, ông nói là giải pháp tốt nhất để giải quyết buồn ngủ là đi ngủ thôi, chứ không có cái giải pháp nào khác hết á. À, uống nước chè này nọ cũng chẳng có giải quyết được cái gì đâu, giải pháp tốt nhất của buồn ngủ là đi ngủ. Nhưng mà đôi khi các anh chị không buồn ngủ, nhưng mà vì lên giường thì tự nhiên đâm ra nó mới buồn ngủ. Thì lúc đó mình lại biện hộ là giải pháp tốt nhất là đi ngủ mà. Và một cái mà như hồi trước khi đi học tôi cũng bị mắc vào cái bẫy này, đó là thức suốt đêm để học. Thì cái giá mà tôi phải trả đó là buổi sáng mà vô thi là tôi làm bài không nổi luôn. Bởi vì không còn cái đầu óc, không còn tập trung được để viết cái bài, mặc dù mình biết là mình có học, nhưng đến lúc đó là mình kiệt sức rồi. Cái đầu óc không còn minh mẫn để viết ra những gì mà mình đã học. Thì đó là một cái mà mình thấy mình mắc sai lầm. Và sở dĩ nhiều khi mình cũng nhiều sai lầm như vậy là bởi vì hồi trước khi học đại học chúng tôi không có ai hướng dẫn cái phương pháp học hết, cũng vẫn phải tự học.
tự phải tìm ra cái giải pháp cho mình. Sau một năm học đầu tiên mình có thể phải trả giá, thì lúc đó mình mới tự điều chỉnh được. Thì nguyên tắc ba cây bút chì á, tôi cũng muốn nói nhanh với các anh chị là một cái nguyên tắc mà các anh chị khi ôn tập cố gắng dùng ba cái màu sắc khác nhau để đánh dấu. Thì cái phần màu vàng là các anh chị đánh dấu vào những cái vấn đề mà tôi hiểu rồi. À, còn cái phần màu xanh các anh chị đánh vào những cái vấn đề mình có thể trả lời nhưng mà còn yếu lắm và chưa có hài lòng. Còn cái bút chì màu đỏ đó là mình đánh vào những cái phần mà tôi chẳng hiểu gì cả hoặc là rất là ít để mình phải tiến hành học. Thì sau khi các anh chị đã đánh xong những cái màu sắc khác nhau cho cái phần nội dung ôn tập thì tiếp theo là các anh chị tiến hành ôn. Vậy thì chúng ta ôn màu nào trước các anh chị? Nhiều người sinh viên trả lời cho tôi á, thì là mắc sai lầm ở chỗ là vậy thì em ôm màu vàng trước bởi vì em biết rồi nên em lướt qua nó nhanh rồi em đến màu màu xanh và đến màu đỏ, nhưng mà phương pháp ba cái bút chì này nó lại đi ngược lại hoàn toàn, bởi vì khi tiến hành ôn tập lúc giai đoạn đầu đầu óc chúng ta rất là minh mẫn thì chúng ta làm gì, chúng ta học cái màu đỏ trước. Và các anh chị thể thấy là nhiều khi cái màu đỏ là những cái nó rất quan trọng mà mình lại không hiểu, do đó mình sẽ có thể nếu quỹ thời gian ôn tập là 3 thì mình phải dành gần 2 phần 3 cái quỹ thời gian đó để học những cái gì mình chưa biết. Rồi sau đó thì còn lại thời gian mình bắt đầu quan tâm đến cái bút suy trì màu xanh là bởi vì mình muốn cho nó tốt hơn, mình muốn có câu trả lời hay hơn. Và nếu hết thời gian thì sao? Cũng không sao, bởi vì cái cây màu vàng là mình đã biết rồi. Nhưng mà nếu còn chút ít thời gian mình lướt qua rất là nhanh là mình đã nắm được cái vấn đề và mình có thể thi tốt. Nên là nguyên tắc ba cây bút chì thì muốn các anh chị là đầu tiên ôn vào cái cây bút chì màu đỏ trước, rồi đến màu xanh và cuối cùng là màu vàng. Còn cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc ba dấu đô la đó. Thì nguyên tắc ba dấu đô la này muốn nói các anh chị là đầu tiên các anh chị đọc hết cái nội dung mình học á, và mình đánh những cái phần mà mình thấy nó quan trọng và mình đánh dấu. Nó có thể là nhiều người thì sẽ tô màu vàng, có nhiều người thì sẽ đánh dấu bằng cái dấu đô la hay là dấu sao vậy đó, tùy các chị. Rồi sau đó các anh chị sẽ đọc lại lần nữa nhưng chỉ đọc vào những cái đoạn mà mình đánh dấu sao thôi hoặc là dấu đô la, và mình sẽ chọn lọc trong số những cái đoạn đó cái nào là quan trọng nhất, cái nào là quan trọng hơn và mình đánh dấu vào hai dấu đô la. Và sau khi mình đọc ha, mình đánh hai dấu đô la, bắt đầu mình đọc thêm một lần thứ ba. Nó là một cái kỹ thuật để nhớ lâu đó, và mình sẽ chỉ đọc vào những cái đoạn mà mình đánh dấu hai dấu đô la hay là hai dấu sao đó, và mình cân nhắc trong những cái đoạn đó thì đoạn nào là quan trọng nhất và mình đánh ba dấu đô la. Thì nguyên tắc học này nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh giống như là bất bình đẳng, có nghĩa là các anh chị mở một cái bài, một cái môn học ra, các anh chị sẽ tìm thấy được cái điểm nào là quan trọng như là cái đỉnh cao này và cái phần nào là ít quan trọng bằng những cái dấu đô la này. Vậy thì khi ôn tập thì các anh chị sẽ ưu tiên ôn những cái ba dấu đô la rồi đến hai và đến một và đến những cái phần khác. Và người ta nói một người biết cách ôn tập là khi đóng cái nội dung ôn lại mình thấy cảm thấy cái bài của mình nó gồ ghề. À, cao thấp khác nhau là mình đã thành công. Còn người nào đó đóng cái tài liệu ôn tập vào mà mình thấy nó phẳng lì á, cái môn đó nó phẳng lì, không có gì quan trọng, không có cao thấp á, thì các anh chị đã không có cái phần ôn tập tốt. Thì có thể là mình sẽ nhận thấy cái giá của nó khi mình đi thi thôi. Và phần cuối cùng trước khi các anh chị nghỉ thì tôi muốn nói thêm với các anh chị về các kỹ năng thi để các anh chị áp dụng. Và à, chúng tôi hồi trước đi học cũng áp dụng, nó cũng có nhiều cái tốt lắm. Thì khi mà vào cái trình tự làm bài này á, thì trong sách nó có đề cập đến các chị sách về kỹ năng phương pháp học tập á, họ sẽ đề cập các anh chị về nhà mở ra đọc. Thì đầu tiên là đọc đề, sắp xếp thứ tự ưu tiên các câu hỏi cũng giống như là cái môn cái phần quản lý thời gian vậy đó. Và rồi bắt đầu mình phân bổ thời gian cho từng câu, câu nào cao điểm thì cái thời gian phải nhiều và nếu mà trả lời được thì phải ưu tiên nó lên hàng đầu để trả lời. Và trong quá trình nhiều người sẽ cẩn thận ghi nháp rồi viết vào bài và cố gắng dành 5 phút cuối cùng để đọc lại, sửa lỗi chính tả, làm cho cái câu văn của mình rõ nghĩa. Thì đó là một cái trình tự. Và bây giờ chúng ta sẽ nói vào cái phần những cái câu hỏi như... Thì khi mà thi á, các anh chị có những cái dạng câu
hỏi như sau. Một là xếp với nhau cho nó phù hợp. Thì thường cái loại câu này các anh chị chủ yếu là gặp trong cái môn tiếng Anh thôi, còn những môn khác thì không có mấy. Các môn khác thì thường rơi vào câu hỏi trắc nghiệm, một là đúng sai, hai là nhiều sự lựa chọn để các anh chị chọn, và ba là một cái dạng câu hỏi ngắn gọn, cuối cùng là viết bài. Thì chúng ta sẽ nói về cái câu xếp cho phù hợp này á. Thì khi thi á, các anh chị có một số cái mẹo mà các anh chị lưu ý là khi xếp cho phù hợp á. Thì đầu tiên là nếu cái nào mà các anh chị biết chắc là đúng thì các anh chị xếp trước đi, và ngay lập tức lấy cái bút chì gạch cái đó để mình không còn bận tâm về cái cụm đó nữa. Xếp cho phù hợp thường là nó có hai cột các anh chị, cột A nó có những dữ liệu này và nó sẽ tương thích với một cái dữ liệu nào đó liên quan đến cột B. Nhưng mà trong trường hợp các anh chị không có câu hỏi đó, không có cái câu gợi ý cho trả lời vì mình không có biết cái chuyện này đó, thì mình có thể làm như thế nào? Thì đầu tiên các anh chị chú ý đến điểm logic. Ví dụ như là câu bên A bên này là một danh từ, vậy thì đi tiếp theo bên kia phải là một cái mở đầu của cái câu, nó phải là động từ, tại vì nó như vậy nó mới ghép vào một câu nó có ý nghĩa. Và nhiều khi là mình dùng loại suy thì mình tìm ra được câu trả lời là vì cái bên đây chỉ có mỗi câu này là có động từ, mà bên đây chỉ có mỗi câu này là danh từ, như vậy chắc chắn nó phải đi với nhau. Hoặc là các anh chị áp dụng biện pháp loại trừ dần, là mình cứ cứ bằng logic đó mình loại ra, và đôi khi cũng có những cái mình sẽ rơi vào đoán. Nhưng đó là hai cái điểm chính nhất mà tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị khi xếp những cái câu hỏi không phù hợp. Còn cái dạng thứ hai là câu hỏi đúng sai. Thì thường ví dụ như giảng viên họ sẽ cho một câu phát biểu và người ta hỏi câu đó nói như vậy là có đúng hay không. Thì các anh chị khi đọc câu này đó, các anh chị phải cố gắng nhớ cái tìm cái từ khóa. Chẳng hạn như ví dụ như tôi nói định nghĩa về nhận thức là một quá trình diễn giải sắp xếp thông tin bằng năm giác quan, thì các anh chị phải nhớ cái câu định nghĩa đó, từ khóa nó là năm giác quan và diễn giải sắp xếp. Như vậy khi mà người người viết người ta viết một thiếu một trong những cái từ khóa đó thì câu đó là sai, mình phải bỏ đi. Và một cái mẹo nữa các anh chị cần để ý là trong một cái câu phát biểu mà nó có cái chữ là một vài nhiều thường á, thì cái khuynh hướng nó sẽ là câu đúng. Ở đây tôi chỉ giả định là trong trường hợp các anh chị không có câu trả lời, mình phải đoán thì mình sẽ đoán như thế nào. Chứ còn mình có câu trả lời rồi mình đâu cần phải đoán chi nữa, đúng không? Thì nếu như mà nó có những cái thuật ngữ như một vài nhiều hay thường thì khuynh hướng câu đó sẽ là câu đúng. Nhưng nếu như nó những cái có những cái thuật ngữ như là không bao giờ, tất cả, mọi thứ, duy nhất thì khuynh hướng nó sẽ là câu sai. Thì đằng nào mình cũng không có câu trả lời nên mình sẽ lựa chọn đúng sai đó một cách suy đoán, và có thể xác suất đúng sẽ cao hơn. Và một câu phát biểu có 5 ý đúng mà chỉ có một ý sai thì nguyên tắc câu phát biểu đó là sai. Chỉ cần một ý sai thôi là tất cả các câu đều sai, chứ chúng ta không phải dùng đa số để thắng tiểu số được. Và ở đây thì có một cái câu mà ở đại học mở tôi thấy không, các anh chị không phải lo, đó là nếu như mà mình trả lời sai thì bị trừ điểm không. Thì nguyên tắc là trả lời sai chúng tôi không trừ điểm, nhưng có những trường thì các anh chị trả lời sai trừ điểm. Do đó là biết chắc đúng thì mới làm, còn đoán đoán nhiều khi không dám làm, bởi vì ra kết quả có thể bị điểm âm là vì thầy trừ điểm câu sai. Còn đối với câu trắc nghiệm mà nhiều lựa chọn, nó sẽ thường nó chỉ có bốn lựa chọn thôi, A, B, C, D. Vậy thì như thế nào? Nếu như mà mình không có câu trả lời thì mình phải đoán đó. Thì một là các anh chị có thể bỏ nó qua và đọc phía dưới xem có cái câu gợi ý nào không. Thì nhiều khi mình đọc cái câu phía dưới thì mình mới nhớ ra, à cái này như thế này, và mình quay ngược trở lại mình trả lời cái câu đầu tiên. Hoặc là các anh chị cũng giống như đúng sai, những cái câu trả lời gợi ý A, B, C, D nào đó mà nó có cái chữ là luôn luôn, không bao giờ, thì thường nó là câu sai, mình gạch luôn, bỏ ra. Mình cũng dùng cái bút chì mình gạch ngay cái chữ cái câu trả lời đó, mình bỏ đi để mình chỉ tập trung vào những câu còn lại. Và cái câu nào mình biết chắc là mình nó sai rồi, không thể đúng được, mình cũng gạch tiếp. Như vậy cái xác suất để lựa chọn nó sẽ ít đi. Cái số lựa chọn nó ít đi thì xác suất đúng nó sẽ tăng lên. Và các anh chị cũng đừng có mắc sai lầm là nhiều sinh viên rất là lụp chụp, có nghĩa là khi đọc cái câu đó đọc vào cửa A là đúng rồi, thôi khỏi đọc mấy câu còn lại, đánh dấu luôn.
Nhưng mà nhiều khi nó câu A là câu đúng, câu B cũng là câu đúng, nhưng mà câu C mới là câu đúng nhất trong những câu đúng. Thì nguyên tắc đánh trắc nghiệm là anh phải đánh câu đúng nhất chứ không phải là đánh câu đúng đâu. Do đó là anh đã đánh câu A là đúng, tôi không có cãi gì hết, nhưng mà câu C mới là câu đúng nhất của tôi, thì anh bị mất điểm cái câu đó ha. Và nếu như là câu trả lời là số thì khuynh hướng của các anh chị là những cái số nhỏ và cái số cao nhất thường là không, thường là sai. Do vậy là mình có thể loại bỏ và mình tập trung vào cái khoảng giữa, thì có thể nó sẽ rơi vào một trong những cái khoảng giữa đó. À, và cái câu á, mà hàm ý nhiều nhất thường là câu đúng. Ví dụ như khi người ta hỏi là cái này thì như thế nào, A, B, C, D, D là tất cả các câu trên đều đúng. Thì trong trường hợp không có câu trả lời thì các anh chị nên đánh vào câu D. Bởi vì cái câu mà hàm chứa ý nhiều nhất thường là cái câu đúng nhất. Người ta nói là khuynh hướng như vậy. Nhưng mà tất cả các câu đều sai á, thì chưa chắc đã đúng đâu các anh chị. Chưa chắc đánh vào đó là tốt đâu. Thì lúc đó mà anh chị phải suy nghĩ, loại suy cái phía trên á. Đôi khi cái câu đó là cái câu sai đó, phải gạch bỏ. Nhưng cái câu mà hàm chứa nhiều nhất thì tất cả đều đúng thì thường là câu đúng. Còn cái dạng câu hỏi ngắn gọn á, ví dụ như thầy nói là kỹ năng lắng nghe bao gồm bao nhiêu bước, thì họ sẽ để cho các anh chị một cái khoảng trắng để trả lời. Vì cái ông thầy mà khi ra cái câu hỏi này, ông muốn ngắn gọn thôi, đừng có viết lằng nhằng dài dòng tôi mệt, thì họ sẽ ra cái khoảng trắng. Thì một người thông minh á, thì đầu nếu mà các anh chị không có câu trả lời, các anh chị thông minh á, thì các anh chị đếm cái khoảng trắng, là vì cái khoảng đó vừa đủ với cái bước, các bước mà ông đưa ra. Ví dụ kỹ năng lắng nghe là 4 bước thì ông sẽ cho 4 cái khoảng trắng. Nhiều khi mình không nhớ đủ thứ, nào là ghi chép, nào là lắng nghe, nào là đọc, nó đủ thứ hết á, mình không nhớ cái nào. Thì bây giờ ông gợi ý 4 bước, à thì trong những cái mình học chỉ có mỗi cái ra là 4 bước thôi, vậy thì mình sẽ viết cái đó vào. Thì đó là một cách để giúp các anh chị gợi nhớ cái câu trả lời bằng cách đếm những cái khoảng trắng. Và một điểm thứ hai nữa là khi thầy đưa ra cái câu ngắn gọn thì là ý ổng muốn ngắn gọn. Các anh chị viết mà dài là như thế nào cũng bị trừ điểm. Có nhiều người viết tôi thấy là viết nhỏ lại rồi vê lên viết phía trên nhít 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 nữa để cho nói hết cái ý của mình, nhưng rõ ràng là sẽ không có điểm cao. Vì với cái dòng đó ổng chỉ muốn các anh chị diễn giải vào cái việc chính và ngắn gọn vừa đủ cái khoảng trắng thôi. Thì đó là cái điều mà các anh chị chú ý khi trả lời cái câu hỏi ngắn gọn. Và phần cuối cùng là cái phần trả lời câu hỏi dưới dạng viết bài. Thì tôi chỉ muốn nói với các anh chị là khi viết bài đó thì các anh chị hãy cố gắng viết cái bài của mình có đầy đủ 3 phần. Không phải là giảng viên họ họ bắt bẻ gì đâu, nhưng mà các anh chị phải hình dung như này là nhiều khi giảng viên họ chấm bài rất là nhiều, nên là họ họ sẽ có thể họ sẽ đọc theo kiểu giống như là scan á, lướt á, thì mình phải viết cái bài bố cục của mình rõ. Chẳng hạn như đầu tiên các anh chị lặp lại câu hỏi, ví dụ như thầy nói là kỹ năng lắng nghe là gì, thì các anh chị sẽ lặp lại kỹ năng lắng nghe là một dạng kỹ năng lắng nghe là một cái tiến trình gồm 3 4 bước như sau, và các anh chị bắt đầu đi vào. Thì thầy nghe thấy cái chữ 4 bước đó là thầy hiểu là chị đi đúng rồi đó, các anh chị đi đúng rồi đó. Thì mình bắt đầu thầy sẽ đọc phía dưới. Còn các anh chị nói kỹ năng lắng nghe xong rồi ghi vô bắt đầu tiên là tiếp nhận thông tin đồ nọ, thì có thể là nhiều thầy họ đọc mà nhất là mình không tách dòng, mình không ghi rõ ra 4 đoạn á, nhiều khi họ đọc họ bỏ mất một cái đoạn nào đó, thì nhiều khi các anh chị lại bị mất điểm. Và một cái thứ hai nữa các anh chị lưu ý là những cái câu mà mang tính thảo luận thì họ rất là thích ví dụ minh họa. Mặc dù thầy không bảo là ví dụ đâu, nhưng mà các anh chị trình bày ví dụ được thì rất là tốt. Chẳng hạn như các anh chị nói là thu nhập sẽ làm tác động đến đường cầu bằng cách làm dịch chuyển đường cầu. Ví dụ như là vào dịp Tết thì chúng ta thấy mặc dù hàng hóa không có thiếu nhưng giá nó vẫn cứ tăng, là bởi vì người ta được thưởng Tết nhiều, đó dẫn đến thu nhập của người ta tăng đột biến và dẫn đến người ta mua sắm nhiều hơn, đẩy cái đường cầu ra. Thì khi các anh chị đưa ra ví dụ thì thầy sẽ rất là đắc ý ở chỗ là rõ ràng là các anh chị đã hiểu vấn đề và các anh chị ví dụ đó. Dĩ nhiên các anh chị không hiểu thì không nói làm gì, nhưng các anh chị hiểu mà các anh chị mất cơ hội diễn giải cho thầy thấy mình hiểu đó,
thì là các anh chị không có đạt được điểm 10. Và một cái điểm nữa cũng muốn nói là khi các anh chị vẽ vẽ sơ đồ hay vẽ những cái gì đó thì các anh chị hãy cố gắng vẽ cho nó rõ ra. Và cuối cùng khi kết thúc cái phần viết câu hỏi trả lời của mình, các anh chị cũng nên tóm lại. Chẳng hạn như các anh chị sẽ tóm lại cái quá trình lắng nghe là một cái quá trình diễn ra gồm 4 bước, bao gồm tiếp nhận thông tin, diễn giải, tổ chức sắp xếp, diễn giải và phản ứng. Thì như vậy có thể nhiều thầy họ đọc xong rồi họ tập trung vào cái phần phía dưới, họ thấy đúng hoàn toàn anh nói đúng và họ sẽ bị thuyết phục hơn và cho mình điểm cao hơn. Thì đó là những cái gợi ý để nhắc các anh chị khi đi thi cố gắng quan tâm, và rõ ràng là không nên để những cái lỗi mà tự nhiên bị trừ điểm rất là lãng phí là viết sai lỗi chính tả. Hoặc là các anh chị, một trong những cái người ta cũng muốn gợi ý là khi trả lời một câu hỏi có thể có nhiều ý thì các anh chị nên thông minh xếp cái ý quan trọng lên trước để viết và sau đó trả lời những cái ý ít quan trọng tiếp theo. Thì thầy đọc vào mình nắm đúng cái ý chính rồi thì thầy rất là hài lòng. Mình là họ sẽ chỉ lướt lại những cái ý sau và có thể họ sẽ cho các anh chị điểm cao. Trong khi đó nhiều khi các anh chị viết những ý chính ở phía cuối, ở phía ý ít quan trọng hơn ở phía trên thì có thể đôi lúc thầy cô cũng có sơ suất thì các anh chị là bị trừ điểm. Không biết là các anh chị có gì thắc mắc nữa không? Tôi nghĩ đến đây thì cũng quá nhiều. Hy vọng là có những cái phần mà chưa có rõ lắm thì các anh chị sẽ mua sách để đọc thêm. Trường từ xa họ có cái sách, cái bộ sách để hướng dẫn đó thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Và còn ít thời gian thì các anh chị có thắc mắc gì về cái quá trình ôn tập nãy giờ, có quá trình tôi trình bày nãy giờ đó thì các anh chị có thể đặt câu hỏi. Cô ơi, Tôi cô muốn hỏi về cái dạng như cô nói là thi tự luận đó, cô có thể cho thử một cái câu để tụi em biết cái cách không? ví dụ như các anh chị học hành vi tổ chức thì có thể giảng viên họ sẽ nói các anh chị hãy phân tích cái quá trình hoặc là hãy phân tích một cái doanh nghiệp về cái xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thì như vậy các anh chị sẽ làm gì? Các anh chị sẽ phải hình dung lại lý thuyết là nói về xây dựng văn hóa doanh nghiệp nó gồm những cái việc gì. Chẳng hạn như từ cái việc là cái triết lý người sáng lập, từ cái chuyện là tuyển chọn, từ là cái cam kết của ban lãnh đạo và một cái chương trình hội nhập văn hóa. À, như vậy. Vậy thì mình phân tích, ví dụ mình lấy một cái doanh nghiệp nào đó, ngay cái doanh nghiệp làm đi, mình phân tích mình thấy là thực tế họ không có làm như vậy. Ví dụ như các anh chị sẽ nói về mặt lý thuyết, ví dụ mở đầu các anh chị nói là tại văn hóa doanh nghiệp, muốn xây dựng một văn hóa doanh nghiệp nó đòi hỏi những cái yêu cầu như thế này, bốn cái các anh chị liệt kê ra. Tuy nhiên tại doanh nghiệp của tôi chẳng hạn, hay là tại doanh nghiệp A thì khi tiến hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp họ họ đã làm có những cái khác, và các anh chị phân tích ra những cái khác đó. Ví dụ như là họ thiếu cái triết lý của người đứng đầu dẫn đến là nó cái quá trình tạo ra giá trị vân vân, thì các anh chị phân tích ra để cho thấy là cái mà doanh nghiệp nó làm nó không có giống với lý thuyết lắm, nhưng mà không có nghĩa là nó không giống với lý thuyết là nó thất bại. Dĩ nhiên nó vẫn có những cái thành công và các anh chị ra cái kết luận là à nó thành công ở những cái điểm này, nhưng nó cũng có những cái thất bại này và những cái thất bại này có thể được khắc phục nếu như nó áp dụng những cái cách mà lý thuyết đã gợi mở chẳng hạn. Thì đó là một dạng phân tích đó chị, mà mình sẽ viết theo dạng luận và tổng kết lại mình sẽ gom lại là nó tóm lại xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở cái công ty A họ đã làm như thế này. Và mình ghi ra ba cái điểm mà khác với lý thuyết mà mình đã phân tích ở trên, là một cái cách các anh chị có thể, hoặc là các anh chị có thể người ta sẽ hỏi các anh chị phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới đường cầu. Thì phân tích những yếu tố đó mình sẽ liệt kê ra, đầu tiên mình thấy là giá của chính sản phẩm đó, thứ hai là thu nhập của người dân, thứ ba là giá hàng hóa liên quan bao gồm thay thế và bổ sung, thứ tư là kỳ vọng, thứ năm là sở thích chẳng hạn, đó là năm cái chính. Vậy thì bắt đầu mình phân tích là giá ảnh hưởng đến đường cầu như thế nào, thì người ta thấy là đối với hàng hóa thông thường thường á, đối với hàng hóa, một cái hàng hóa thì khi giá tăng thì đường cầu ơi cầu nó sẽ giảm, tại vì cái đường cầu là nó dịch chuyển, nó trượt dọc từ từ trái sang, thì tăng giá nó sẽ dẫn đến giảm cái lượng cầu.
Và đối với thu nhập thì khi thu nhập người dân nó tăng thì nó sẽ làm dịch chuyển đường cầu sang phải, nhưng khi thu nhập người dân giảm thì nó sẽ dịch chuyển đường cầu sang trái, hạn như vậy, và dẫn đến là giá tăng, cả sản lượng của sản xuất lẫn người tiêu dùng đều giảm, vân vân. Thì đó là thiết lập một cái cân bằng mới. Thì đó là các anh chị sẽ làm một cái câu liên quan đến phân tích, và các anh chị có thể cho những cái ví dụ như là, nếu mà các anh chị có số liệu thì càng hay. Chẳng hạn như là các anh chị thấy là doanh nghiệp A khi bán xà bông chẳng hạn, ở cái mức giá này họ một tháng họ tiêu thụ được bao nhiêu đây sản phẩm, nhưng khi mà họ nâng giá lên thêm 3.000 đồng nữa thì cái mức độ sản phẩm họ tiêu thụ là giảm bao nhiêu đây, giảm đi 100 tấn chẳng hạn một tháng chẳng hạn. Thì các anh chị ví dụ cho thầy cô thấy, đó rõ ràng là có cái ảnh hưởng, thì thầy cô sẽ đọc vào rất là thích vì các anh chị có nghiên cứu, có tìm hiểu và đưa vào ứng dụng trên thực tế. Hoặc là các anh chị thấy là chẳng hạn như các anh chị nói là tôi có chẳng hạn như nhà tôi kinh doanh, đến Tết á, thì tự nhiên cái lượng bán hàng của tôi tăng lên gấp rưỡi, và phân tích thì tôi thấy nó là do yếu tố tác động của thu nhập chẳng hạn, thì các anh chị có thể phân tích những cái đó. Mặc dù thậm chí đôi khi giá nó cũng có vẻ là nó chỉ hơi nhích lên một chút thôi, nó tăng, nhưng mà cái lượng tiêu thụ nó vẫn cứ tăng, là bởi vì vẽ ra các anh chị thấy đường cầu nó dịch chuyển sang phải dẫn đến giá tăng nhưng mà lượng cầu vẫn tăng, chứ chứ về mặt quy luật thì giá tăng cầu nó phải giảm, đúng không? Thì đó là những cái cách mà các anh chị có thể viết tự luận.